Công trình mặt bằng khu tái định cư thôn Tà Puồng, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 hỗ trợ cho 30 hộ tại đây nhằm sắp xếp ổn định dân cư vùng biên giới. Bên cạnh đó, hệ thống đường giao thông, đập thủy lợi được đầu tư xây dựng nhằm hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, tạo thuận tiện cho việc đi lại, góp phần thúc đẩy vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn phát triển. Thì tất nhiên cái vấn đề mà bà con mình tại định cư ở đây thì vô sát với cái ruộng lúa hơn, sát với cái nương rẫy hơn. Đó là cái niềm vui nhất. Các bà con mình ở đây vừa có cái khu tái định cư, vừa nói chung là vừa an toàn về người, về của, vừa là gần nơi nương rẫy và thuận tiện. Các bên là mấy cháu đi học đi lại trong quá trình mà cái đến trường. Thông qua sự hỗ trợ về nguồn lực, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 mà trực tiếp là các đội sản xuất đóng chân tại các xã, người dân được cấp cây và con giống, tập huấn khoa học kỹ thuật. Đến nay, nhân dân ở 5 xã phía bắc của huyện Hướng Hóa đã tích cực khai hoang đất, trồng cây rong riềng, lúa nước và phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm. Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền nên đã làm thay đổi nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích của chương trình, xóa bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Sinh hoạt lúa nước của địa bàn của xã Hướng Lập nói chung và đặc biệt là thôn Trí của xã Hướng Lập nói riêng là do Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 đã đầu tư, thì hiện tại bây giờ đời sống và phát triển kinh tế về lúa nước của bà con hiện nay là đã phát triển rất là tốt. Và trong thời gian vừa gần tới đây thì bà con của xã Hướng Lập và đặc biệt là thôn Trí đã có một đời sống rất là ổn định về lúa nước. Và đặc biệt là như thôn Trí là Quốc phòng 337 đã xây dựng rất là ổn định cho bà con của thôn Trí. Quy hoạch phát triển nông thôn mới để tạo với những cái vùng dân cư tập trung ở cái quy mô phù hợp để tạo cái nơi ăn ở cho bà con ở cái nơi di dân mới là khang trang hơn, an toàn hơn và phát triển hơn. Và trong những năm qua, những cái mô hình sản xuất của bà con như rong riềng, như lúa nước và chăn nuôi đại gia súc đã có hình thành lên những cái vùng nguyên liệu và giá trị sản lượng cho bà con, đời sống bà con ngày càng được ấm no. Và bà con tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng và tin tưởng vào sự của quân đội. Với đặc thù của các xã miền núi, dân cư không tập trung, tỷ lệ hộ nghèo cao, thì việc hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch là điều thực sự khó khăn. Chính vì thế, việc huy động mọi nguồn lực giúp các xã khó khăn ở vùng biên giới phát triển hạ tầng giao thông, ổn định sản xuất đã đem lại một diện mạo mới cho các xã biên giới của tỉnh Quảng Trị.